Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video anh em nha, bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ cập nhật lại một cái trang VR Lightside đăng ký nhận 50 của phần FX nha. Hiện tại các bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký nha tất cả anh em chơi. Anh em đăng ký thì sẽ nhận được 450 cổ phiếu của khoảng tương đương có 50 đô. Hiện tại bây giờ cái site VR Lightside này nó cập nhật KYC và nó một cái trang web nó đổi lại là tất cả anh em chạy rất là mượt luôn anh em. Bằng chứng cho anh em coi nè. Hiện tại nhưng mà KYC thì min KYC thì tới 20 đô luôn. Xác minh mình cũng phân vân có nên KYC hay là không nữa nè. Cái video này mình thông báo đi, nếu mình có bạn nào muốn KYC thì cứ để lại comment dưới, mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn KYC. Còn anh em nào mà muốn không muốn xác thực tài khoản cái như là trước đây mà anh em cũng như là chơi như là trải nghiệm đi. Ác thiệt, KYC 20 đô. Đối với mình thì cũng không có tớn lao gì người ta. Đối với tất cả anh em đang kiếm tiền free thì cũng rất là 20 đô này cũng là một số tiền cũng rất là lớn với tất cả anh em. Anh em có ý kiến gì thì cứ để lại comment bên dưới, nếu được thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em KYC nha anh em. Anh em bấm vào đây mà KYC nè. Trong video mình thông báo cho tất cả anh em đây đi ha. Coi gì mình sẽ cập nhật cái site cho tất cả anh em. Vì chào tạm biệt tất cả anh em nha.